Hello, cả nhà. Yến xin chào. Một người à, 14 người ơi, Yến xin chào. Chờ chút cho đông đông chút xíu anh chào 15 người, được 15 người. Mình ế quá cho nên ngồi đếm từng người, quý từng người, từng người một. Xin chào, hello người đẹp. Hello người đẹp hơn mình. Hello người đẹp. Ở vậy hả? Không sao. Yến không biết, Yến không để ý. Yến không để ý cho nên Yến thích là lại là đâu có biết bên kia là hay không là. Ít để ý lắm mọi người ơi. Lâu lắm mà Yến cũng không có xem like của ai. Không để ý cho nên là kệ, nhà ai nấy sáng, chả lẽ nhà người ta bật, chả lẽ nhà người ta mở đèn cái nhà mình không được mở đèn đúng không? Gia tài của Yến rồi mọi người. Yến đang chuẩn bị gom hết vô để Yến đi, mỗi lần Yến đi đâu Yến hay đem, Yến mang theo tùm lum tùm la hết để mỗi lần thời trang á, mỗi cái kiểu quần áo khác nhau á thì Yến sẽ đeo những cái mẫu vòng khác nhau, mọi người thấy ha chưa, Yến sẽ đeo những cái mẫu khác nhau. Cái mẫu này là hồi xưa mọi người thấy Yến hay đeo nè, mẫu này cũng vậy, Yến thích đeo nè, xưa Yến hay đeo mẫu này ha. Chờ đông đông chút đi lên nói chuyện chơi. Đang hồi sửa soạn. Được không? Mẫu nào cũng đẹp đúng không? Mẫu này. Đó, Yến thích đeo lắm. Xưa giờ Yến toàn đeo. Hồi xưa Yến đeo mặt Phật á. Hồi xưa Yến làm cái mặt cẩm thạch mà mặt Phật á. Mà Yến còn đeo. Hồi xưa chưa biết mấy cái dây này đâu. Là Yến đã chuyên đi lùng mấy cái dây mà dây cước màu đen đen Yến đeo rồi. Yến chuyên môn đeo cái dây màu đen. Yến ít khi nào đeo vàng lắm mà. Yến không thích đeo vàng. Dây này cũng vậy nè. Đó, nhiều lắm, Yến nhiều dây lắm. Thay đổi sành sạch. Thấy không? Mẫu nào nhìn cũng thời trang đúng không? Yến thích lắm. Mấy cái mẫu này mà bằng áo sơ mi nhìn rất là ấy. Dạ, Yến xin chào. Chạy nói chuyện chơi. 23 người. 23 người thì nói 23 người. Chuẩn bị đồ để mang theo đi Việt Nam, những đóng hành lý á. Cái đi đem theo đi rồi ví dụ mỗi ngày đeo một cái thay đổi theo thời trang của mình á, theo quần áo của mình á.
nói vậy được rồi mà, đâu có nhỏ đâu. Có ai nghe nhỏ không à? Đúng rồi, đen đeo dễ trông hơn, phát sinh hơn. Nhưng mà cái vấn đề nó không quan trọng bằng cái sức khỏe. Tại khi Yến đeo vàng á, Yến nhiều dây vàng lắm á, nhưng mà Yến không có đeo nữa là tại vì Yến đeo Yến không có thấy, Yến đeo cái người nó bị mệt á. Yến không có, Yến đeo vàng không có bằng đeo đeo dây. Mấy cái dây này nó làm, nó giúp cho Yến kiểu như không có bị nhức đầu này kia nọ đó. Cái sức khỏe của Yến cải thiện rõ rệt, cho nên Yến không, hồi xưa Yến đau vai gáy vậy đó. Hồi xưa Yến đau khủng khiếp, từ hồi Yến đeo mấy cái này Yến không bị đau. Hồi xưa Yến dân văn phòng mà Yến ngồi máy tính miết á, Yến đau dữ lắm, đau đớn khủng khiếp. Yeah, Viten này nó có cái logo mọi người thấy không? Cái này hộp của Yến hộp vàng. Yến bị đau vai gáy nhiều lắm, cho nên là Yến từ lúc Yến đeo mấy cái này là Yến không có đeo vàng. Để đeo vàng cái xong là đeo cái này xong gỡ ra đeo vàng cái là ngày hôm sau cái đầu choáng váng liền. Yến bị tiền đình nặng lắm á. Người Yến cũng bệnh dữ lắm, cho nên là tự nhiên cái mình chữa cho mình á, cái mình mới biết cách. Ok. À, nói chuyện thôi. Thấy Yến đeo Yến thích. Yến già rồi nhưng mà Yến lại rất là thích những cái đeo dạng thời trang vậy. Cái vòng này hồi đó Yến đi qua bên Tây Ban Nha, ở ngay đằng trước của cái Barcelona, ngay chỗ cái nhà thờ rất là nổi tiếng. Thì dạng người dân Tây Ban Nha họ làm cái vòng, họ làm tại chỗ cho mình coi luôn, cái này bằng da. Cái xong đây cái con cú thì là biểu tượng của may mắn nè. Cái Yến đeo nè, hồi xưa Yến đi Yến mê mấy cái này lắm. Yến rất là mê những cái kiểu này đeo bằng dây da này. Yến mua bên cái này, Yến mua bên bên Tây Ban Nha. Còn cái này là Yến cũng thích đeo. Yến cực kỳ thích đeo mấy cái nhẫn hay cái gì mà hình con này con nọ kia, là Yến thích đeo vậy nè. Gu của Yến nè. Chứ không gu của Yến là ba cái hầm hố vậy nè, Yến thích vậy lắm. À, cả nhà ơi, có khỏe hay không? Dạ. Đâu có nhỏ đâu. Yến đang nói rất là lớn luôn á. Yến đang nói rất là lớn luôn. Cái micro của Yến nó sát ngay cái miệng Yến mà. Cái iPad nó ngay trước mặt Yến mà. Bình thường vẫn nói vậy sao hôm nay nhỏ vậy ta? Nghe được không ạ? Ừ, sao tự nhiên có hai ba người kêu ấy vậy ta? Để Yến nhắn cho cô kia. Mọi người được chưa? Nghe được đúng không? Hôm nay thì dạ. Hôm nay thì hành lý của Yến đã chuẩn bị xong hết rồi. Như cũng hành lý của Yến thì chủ yếu là hàng hóa thôi mọi người. Còn quần áo thì Yến để dạ đúng rồi. Còn quần áo thì không có gì nhiều, Yến đi Yến chỉ xách có. Dạ do máy móc có nhiều người người ta nghe nó bị ấy thôi. Chứ bình thường mà ha. Đó. Thì hôm nay thì không biết cái tình hình là Đà Lạt thế bây giờ không biết bao nhiêu độ ha. Bên Nhật thì hiện giờ là đang ở khoảng 20 độ. Bên Nhật thì bên Nhật thì cỡ chừng 20 độ. Thành ra là cũng rất là lạnh đó. Ý nghĩ là Đà Lạt chắc nhiệt độ nó cũng tương tự. Nhưng mà cái lạnh của Đà Lạt á, nó cũng có cái nó hay hay. Đó, nó cũng có cái hay hay. Yến cực kỳ mê mà ra Đà Lạt xong rồi ngồi ở ngay chỗ cái cà phê đó, ngay chỗ cà phê mà đường Nguyễn Chí Thanh á ha, uống ly cà phê cái nọ xong ngắm nghía người qua đường này cái nọ. Thì hồi chiều thì có một số tự nhiên nói chung là trước thềm của cái show thì hồi chiều thì có một cái anh Khôi đó, anh mới share một cái bạn nick tên là cái gì đó trên Yến quên, tự nhiên quên tên rồi, nhưng mà có vô nghe một đoạn cổ với lại cái một bạn nào đó hát cái bài gian dở của
hát cái bài Giang Dở của Neo Nay á. Nay sư Hạnh chia sẻ về bé vậy hả? Có hả? Yến chưa kịp nghe cái đó, thành ra nếu mà Yến nghe thì chắc có nhiều cái để trao đổi hơn ha. Yến chưa có nghe, nhưng mà để có gì Yến vô nghe. Yến sau live stream thì Yến vô ngồi nghe. Thì có cái thằng, có cái đứa đó nó vô có cái đứa đó nó vô, nó chê cường, nhưng mà nó chê theo cái kiểu mà nó chê mà cả kiểu dạng miệt thị á. Thì đối với Yến là giống như là chê á, là phải chê theo cái tính xây dựng á, thì nó lại khác. Còn chê mà theo cái kiểu mà miệt thị, mà cái kiểu nó đạp xuống là biết cái giọng điệu của tụi kia rồi. Mà nó dí một cái câu hả, là toàn là chính sai chính tả, coi như là nguyên một đầu, từ đầu đến cuối luôn sai chính tả không. Cái ngồi mới nói, Yến mới comment, Yến mới vô, Yến mới phải lấy nick cái nghiêng vô, Yến mới kêu chứ khi mà sai chính tả thì mọi lập luận đều là sờ lờ. Khi mà sai chính tả thì mọi lập luận đều sờ lờ. Mọi người biết cái câu mà trend ở trên mạng, cái câu đó không? Nó chê nhóc là thế này nọ kia, nhưng mà cuối cùng thì nó lại cực kỳ, coi như là một cái câu của nó là thấy hơi một cái câu ngắn thôi mà sai chính tả tới mấy chữ, không giấu viết này kia cũng là không có ra cái gì, chính tả thì sai mà vô mà chê theo cái kiểu mà đạp người ta như vậy. Thực sự mà nói kêu mà phải trau dồi thì ai không biết, lúc nào mà chả trau dồi đúng không, nhưng mà nó chê theo cái kiểu đó thì mình không đồng ý. Cái tánh của mình mà, ví dụ như khi mình thấy chê con mình mà chê quá là mình cũng phải vô mình chiến. Ok, hôm nay là Yến có cái ý đồ của Yến là trước cái thềm xô thì coi như là Yến sẽ sắp sửa Yến về Yến gặp mọi người rồi, thì câu cửa miệng của mấy đứa gì chung coi như là khi mà sai chính tả thì coi như là mọi lập luận đều sợ là, mọi người biết câu đó không, x là thế được chương trình đó. Chắc có lẽ là vô, chắc Yến nghĩ chắc có lẽ là vô Facebook của anh Sơn Hạ, chắc có lẽ sẽ thấy được đúng không, chắc có lẽ vô Facebook anh Sơn Hạ chắc sẽ tìm thấy được cái bài đó đó. Yến cũng chưa xem, nhưng mà để hết cái like này Yến sẽ vô Yến xem. Thì có một số cái hôm mọi người có nhớ là cái hôm mà Yến ở trong cái group của Yến á, thì Yến có cái chương trình gọi là cuộc thi viết mà cơ bản là cái gì, cuộc thi viết gọi là cùng Cường thực hiện ước mơ á, mọi người nhớ không? Thì hôm nay á, thì Yến lại muốn vô Yến đọc cái đó, là tại sao biết không? Tại vì Yến cũng còn live stream được tối nay với tối mai, thì Yến sẽ cố gắng Yến live stream, giống như tự nhiên mình hứng rồi thì mình lại nói lại, chứ còn khi mà mình khi mà không hứng thì mình lại không nói. Hôm trước tự nhiên im luôn trong một dãy, nhưng mà hôm qua nói thì cái tự nhiên hôm nay lại bắt hứng lại lên nói tiếp. Thì Yến sẽ đọc cho mọi người, Yến sẽ đọc cho mọi người sẽ nghe một số những cái bài viết. Mà tại sao nó Yến lại đọc cái bài viết đó ở cái thời điểm này, là tại vì Yến nghĩ rằng là cái đây nè, cùng Cường thực hiện ước mơ, để Yến coi, Yến gõ cái hashtag đây nè. Đó là tại sao mà Yến khi mà cuộc thi nào Yến cũng phải kêu là Yến search là search cái hashtag là vậy đó, là không có hashtag thì là không ra. Đây nè, cùng Cường thực hiện ước mơ ha, cùng Cường, cùng Cường, đợi Yến chút nha, Yến search cái đó ra xong rồi Yến sẽ đọc cho mọi người nghe. Tại vì trước cái thềm xô, thành ra mình ngồi mình nghĩ nếu mà mình nói lên cái ước mơ của mọi người á, thì có khi biết đâu Cường nghe được thì sao. Như một cái sự đây, search on cái gì vậy, đợi Yến chút nha, cái loạt bài đó đâu à, đây Yến coi feature, đợi Yến tí, cái loạt bài thi mà cùng Cường thực hiện giấc mơ đó mọi người, đâu rồi ta, cái gì đây, cùng Cường thực hiện giấc mơ,
giờ vẫn Yến đọc lại vẫn còn có những cái tự nhiên Yến không có sự chuẩn bị trước vậy ta. Cuộc thi Yến phải sạch cái tên của Yến, Yến sạch cái này của Yến nè, sẽ kiếm một số những cái bài viết của Yến nè, đợi Yến chút nha. Cường yêu ơi, rồi mọi người có biết cái vụ fanpage giả này chưa, mọi người có biết cái vụ fanpage giả này kia không? Ví dụ mà fanpage giả nè, nó tạo fanpage giả đó. Đợi yên tí nha. Mới như hát về, mới nhất là hát về chú Vũ Linh hả? Như chú anh Sơn Hà anh đi thăm mộ chú Vũ Linh cái gì đó cùng với Quách Nguyên với chú Cụi thì phải. Hôm nay trong cái nhóm Vũ Linh fan club thì cũng có một cái bài hỏi chứ ủa sao kỳ vậy ta, sao chú mà đóng chú đóng rất là nhiều người mà tại sao lại dạ đúng rồi, hôm nay 49 ngày mà tại sao lại cứ nói tới Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài thì lại cứ nhắc tên cái bà kia, trong khi đó sau Tài Linh hay là sau Phượng Mai thì cũng chưa bác chắc đã tới cái phiên bà đó mà cứ nhắc hoài. Mọi người coi cái hình nè. Cái này từ cái hôm đó là từ 18 tháng 3 là tình cờ Yến thấy có cái giỏ này thì Yến rất là muốn mua. Yến rất là muốn mua thì Yến mới hỏi hãng. Thì thế là hỏi hãng, hãng nó kêu là không có, mà mọi người coi là hãng nó trả lời Yến nè. Đây là Yến cho coi. Đây. Hãng nó nhắn Yến nè. Nhắn Yến là có một cái nó nhắn Yến là có cái bo giỏ rồi, thì Yến đang chờ là ngày đó. Đây là nó nhắn Yến cái này nè, nó nhắn Yến là có cái màu vàng, nhưng mà cái này nó ra màu vàng đâu, ra màu xanh chuối đúng không mọi người, nó không đẹp bằng cái màu xanh kia. Nó nhắn Yến cái màu này, nó nói là bây giờ tao mới về được cái này tại không có hàng mọi người ơi, bao nhiêu hàng nó ấy, cả cả một cái cả nước Nhật nó về có một cái nó, thấy không, nó về nè. Mà Yến lấy số liên lạc của cái nhỏ mà ở ngay store, Yến nói nó là cứ hàng về thì nhắn á, nhưng mà màu này đâu có đẹp bằng màu kia đúng không, mọi người thấy công nhận không, màu này đâu có đẹp đúng không, màu kia mới đẹp, màu xanh trên này nè, màu xanh này mới đẹp. Nó chỉ cho Yến thêm mấy cái mẫu này nữa nè, mẫu này đâu có đẹp đâu. Yến chê, nó không, tao không thích. Nó kê, nó chỉ cho Yến cái màu xanh, nó nói có cái mẫu này nữa nè, mẫu này nữa nè, Yến đâu có thích đâu. Yến chỉ thích cái màu xanh này thôi, Yến chỉ thích đúng cái màu xanh này thôi. Yến nói nó nếu có màu xanh đó thì tao mới lấy. Nó tại sao không phải cái màu xanh kia? Đó, đẹp ha. Đó. Đang cố gắng bây giờ nó đưa cái màu này Yến thấy không được à? Đâu phải đâu, đâu phải xanh chuối đúng không? Màu vàng thì hơn đúng không? Nè, Yến gọi Yến search cái này. Rồi. Có cái bài của chị Trần Mỹ Hạnh là giấc mơ, đây là Yến search, đang sale nha, Yến sale lại nha. Sale Hồ Văn Cường. Văn Cường. Rồi. Nhiều bài viết lắm nè. Cho nên hôm nay là Yến lại muốn đọc tại những cái ước mơ của mọi người gửi cho Cường. Sale hình như ủa piano này hình như là Yến đọc rồi. Piano thì Yến đọc rồi. Cùng Cường thực hiện giấc mơ. À, khách chuyển khoản cho Yến rồi. Này. Có ít người lắm, ít người thi lắm, ít người thi lắm, tại vì phần thưởng của Yến chỉ có phần thưởng của Yến chỉ có bịch kẹo à, nên thành ra là không có gì hết trơn. Ước mơ chàng ca sĩ, hình như bài của Hạnh Cao cũng cũng hay. Ok, để nhắn với khách là chị nhận tiền rồi. Khách chuyển khoản Yến nè. 16 triệu. Chốt đơn 16 triệu. Chuyển thôi, xong rồi từ từ nhận đồ. Ok.
Yến đọc cho mọi người nghe một số bài cũng hay lắm. Yến đọc bài nha. Dạ em xin chào. Cái vụ mà của ông chồng của cái bà đó đó, của cô Vượng Mai. Trời, nói thiệt, cái kiểu mà ý nói mọi người nghe, nó có một số những cái dạng, những con người mà giống như là cái thời, cái thế thì nó cũng đã qua rồi, nhưng mà giống như người ta không có buông được, người ta không có buông được, không có bỏ được. Thành ra lúc nào trong cái tâm của người ta nó cũng có cái sự hằn học. Ủa rồi bây giờ chú Vũ Linh đâu có bao giờ vỗ ngực tự xưng là ổng là ông Hoàng đâu. Cái chữ ông Hoàng là người ta phong tặng, người khán giả người ta phong tặng, chứ đâu phải là chú Vũ Linh chú đòi chú là ông Hoàng đâu. Yến còn nghe một cái câu chuyện là cái nhà báo mà kêu bằng tôn vinh bà kia đó, cái bà báo mà cái nhà báo mà tôn vinh bà kia kêu là xuống gặp cái cô gọi là cô đào chính của chú đó là đó. Nhưng mà nó lại có viết một cái bài, nó kể về chú Vũ Linh, kể về chú Vũ Linh, nói rằng là khi mà kêu chú Vũ Linh á là xin nộp đơn để xin xét làm nghệ sĩ nhân dân đi, cái chú Vũ Linh nói coi như á, nghệ sĩ nhân dân á là bây giờ cho thì lấy, chứ còn không có cái kiểu, chứ còn chú Vũ Linh sẽ không nộp đơn để mà xin xét tuyển hay cái gì hết trơn. Tại vì cái đó, tại chú Vũ Linh nói rằng là quan niệm là cái đó nó là một cái sự phong tặng, một sự truy tặng đó, coi như một sự phong tặng. Thì phong tặng thì có nghĩa là tự người ta thấy hay thì người ta sẽ tặng cho mình cái danh, cái hiệu đó, chứ không phải là tự nhiên cái mình phải đi mình nộp hồ sơ đủ mọi thứ, rồi đơn xin rồi cấp kiết rồi nghe là chú Vũ Linh nó cho ổng cho thôi, chứ ổng sẽ không nộp đơn, cho nên là ổng chỉ dừng lại ở nghệ sĩ ưu tú thôi đó. Thành ra là, nhưng mà dù sao vẫn sẽ là nghệ sĩ của nhân dân, đúng không, nghệ sĩ của nhân dân đó. Thì nghĩ cứ như là cuộc đời người ta không có quan niệm những cái gọi là những cái danh hảo đó làm gì. Kể cả nghệ sĩ Thành Lộc cũng vậy đó, anh Thành Lộc đó cũng đâu có đi nộp ba cái đơn đó làm gì đâu, đúng không? Cho nên ổng đâu có cần, không có cần những cái danh hiệu đó. Thực sự là như vậy, cho nên không có cái kiểu mà xin rồi cho đó, bây giờ thấy tôi xứng đáng thì trao tặng cho tôi thì được, chứ không có xin, không có cho, đúng không? Chứ bây giờ đó, trên quan niệm của chú Vũ Linh là vậy đó. Tự nhiên không thì giờ ngồi kêu rằng là không phải là Yến không thích chú Thanh Tòng, Yến rất là thích chú Thanh Tòng đó. Trong có nghĩa là Yến rất là hay coi Hồ Quảng, Yến rất là hay coi Hồ Quảng, thì đối với Yến là chú Thanh Tòng múa rất là đẹp, múa rất là đẹp và rất là chuẩn, rất là hay á. Nhưng mà không biết sao, ví dụ như có thể người ta nói là cái thời nó đã qua rồi, cho nên cái thời, cái thế hệ của mình lớn lên á thì lúc đó nó mới có băng có dĩa này kia, thì cái thời mà của Thanh Tòng rồi thời của những người trước nữa, những người có thể kỳ cựu hơn, có thể là hay hơn chú Vũ Linh đi. Nhưng mà mình đâu có được chứng kiến, mình đâu có được xem đâu. Thành ra cái thế hệ của mình bắt đầu có băng, có đĩa, có này nọ thì chỉ có chú Vũ Linh thôi, đúng không? Mà thực sự mình thấy cũng rất là xứng đáng luôn, đâu có ai vượt qua được. Tại vì những cái tiền bối đó người ta diễn chung á, thì mình thấy cái nét diễn của người ta, thực sự mình thấy người ta vẫn không có được như chú Vũ Linh làm cho mình cực kỳ yêu thích. Như Yến thì Yến cực kỳ mê chú Trường Sơn. Yến, chú Trường Sơn là đóng cái đoạn mà bao công á, vô lò gạch á, rất là hay. Nghĩa là có chú Thanh Tòng với chú Trường Sơn cũng có đóng, hai nghệ sĩ đó cũng có đóng cái đoạn bao công vô lò gạch. Nhưng Yến thích cái nét của chú Trường Sơn hơn. Đó, nó lại như vậy. Còn nghệ sĩ Thanh Tòng thì Yến lại thấy có vẻ nó hơi nhu quá. Trong đó chú Trường Sơn thì lại vừa cương vừa nhu, mà lại vừa khi thì rất là, phải nói hay không thể tả được luôn. Chú Trường Sơn là hình như là ổng có mở một cái lớp gọi là luyện tập lớp Hồ Quảng ở nhà ổng đó. Ổng có mở lớp để cho kế thừa đó, nghệ sĩ Trường Sơn đó. Đó, có đó. Thì thành ra là cái hôm nay bên fan club của Vũ Linh mới nói, ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Tự nhiên cái dạo này báo chí cứ nói tới Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, xong rồi trên mấy cái mạng xã hội cứ hiện lên mấy cái trích đoạn của bà này với lại nghệ sĩ Vũ Linh. Nói cho bây giờ tự nhiên mình cũng chướng tai gai mắt ghê luôn á. Nhưng mà nó thôi kể đi. Giờ người ta muốn tự nâng thì cứ tự thôi, trong cái đó ai mà không biết rằng là cái người đó là gì, đúng không? Mình cũng chả buồn phải cãi, nhưng mà thỉnh thoảng đọc một cái bài như vậy mình cũng thấy sướng.
À, nhìn thỉnh thoảng đọc những cái bài như vậy mình cũng thấy sướng sướng, cái là nói đúng ý mình ghê. Đấy không? Yến đọc mọi người nghe cái bài, mấy cái bài mà mọi người viết. Không biết là cái bài thơ của cô Hạnh Cao ha, Yến đọc cho mọi người nghe. Cô Hạnh Cao cô viết một cái bài, cái tựa là Ước mơ chàng ca sĩ tuổi đôi mươi. Bài thơ của Hạnh Cao này, cô viết thơ cũng hay lắm, mấy lần cô dùng, cô viết đúng hashtag nè, cùng Cường thực hiện ước mơ nè, rồi hashtag Hồ Văn Cường nè, cùng Cường thực hiện ước mơ nè ha. Đó, cái đoạn này không biết đọc chưa nên thôi đọc lại ha. Em ước mơ gì tuổi đôi mươi, chàng ca sĩ của nhà xanh đọt chuối, tiếng hát em triệu trái tim đắm đuối, sao xuyến tâm hồn ngây ngất chín tầng mây, tuổi đôi mươi bao hoài bão đong đầy, ba má gia đình nỗi lòng luôn trăn trở, hạt nắng ấm trải vàng lên nỗi nhớ, xô nối xô cầu cuộc sống bình yên, ngày chạy xô tối đến luyện luyện thanh liền, hàng xóm tới dạ hông con bạn nhỏ, chúa tể quên lời thiệt thà bày tỏ, thành công nay là khổ luyện hôm qua, tài năng thiện lương thân ái chan hòa, thắp lửa hồng trong tim người hâm mộ, học hỏi suốt đời một lòng luôn ghi nhớ, chữ tâm chữ tài chung một bài ca, đêm mưa nhớ mẹ ngọt ngào khúc dân ca, đến bản tình ca chờ đông ấm áp, vầng trăng cô đơn thì thầm câu hát, mở cửa rồi dòng nhạc trẻ Cường ơi, sắp tới đây MV tuổi đầu đời có Út Cường cùng dàn ca sĩ trẻ, vui quẩy tưng bừng tự tin mạnh mẽ, giải phóng thể hình đẳng cấp ngôi sao, thời đại nay chuyển giao công nghệ cao, giảng đường đại học nơi trau dồi tri thức, chắp cánh bay những ước mơ chân thực, tim căng tròn nhựa sống tuổi đôi mươi, nhà xanh chuối đông vui rộn tiếng cười, chúc mừng Cường xuân về thêm tuổi mới, hạnh phúc tràn đầy như hoa tươi rói, tài năng ngoan hiền dệt trọn những ước mơ. Cái này là Yến đọc, hôm nay Yến đọc hơi bị khựng khựng ngưng khựng ha, chắc có lẽ là tự nhiên ngưng không đọc thời gian cái nó quên cái cách đọc. Cái nghĩa là vậy, cái bài này đó là chị Hạnh Cao á, chị gửi gắm cái ước mơ, giống như cho nên cái cuộc thi này á nếu như là nói về những cái ước mơ ha, cái ước mơ của cổ đó đối với Cường á là buổi tối đúng không, là show sẽ rất là nhiều, có nghĩa là show là show nói show là show rất là nhiều, rồi mong cho Cường á là ban ngày thì chạy show, tối thì phải luyện thanh đúng không đó, rồi quên lời thì phải là khổ luyện đó, rồi tài năng thì cũng phải đi kèm với thiện lương, rồi học hỏi suốt đời đó, phải luôn luôn học hỏi ha, rồi chữ tâm chữ tài đó, có tâm rồi phải có tài đó, rồi cổ nhắn gửi nữa là phải giải phóng thể hình đó, đẳng cấp ngôi sao, rồi thời buổi bây giờ thì là chuyển giao công nghệ ha, công nghệ cao thì coi như là phải lo mà học học ở giảng đường đại học đó, coi như là phải vừa có tài năng mà lại phải vừa ngoan hiền đó. Thì đây là coi như là sự gửi gắm của một fan đối với em Cường đúng không, đối với em Cường. Thì có thêm một cái bài khác, chị Hạnh Cao này thì Yến sẽ Yến chưa có chấm điểm nha, Yến chưa có chấm điểm nha. Rồi có một cái bài của Sen Biển, của Sen Biển cũng có ước mơ của tuổi đôi mươi là rồi nè ha. Rồi có một cái bài nữa là cùng Cường thực hiện ước mơ, cái bài này thì là của bạn Lâm Hồng Diễm, Lâm Hồng Diễm. Yến đọc cho mọi người nghe nha. Hãy cùng cậu bé của chúng ta chắp cánh những ước mơ. Cậu ấy các bạn nhé. Người viết là Lâm Hồng Diễm. Hồ Văn Cường, cậu bé vàng trong làng nhạc dân ca bolero trữ tình Việt Nam. Năm nay chàng thanh niên tuổi đôi mươi Hồ Văn Cường sắp hoàn thành năm học thứ hai đại học chuyên ngành marketing. Hơn 6 năm trước, cậu đã từng tỏa sáng với giọng hát giàu cảm xúc. Cậu đã chạm đôi tay bé nhỏ của mình đến những giải thưởng uy tín của một số kênh truyền thông trong nước. Cậu đã thực hiện được ước mơ trở thành ca sĩ
và ước mơ được học hết lớp 12 sau một chặng đường 5 năm với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, vui, buồn, mệt mỏi, thất vọng, tuyệt vọng. Thật xứng với cái tên cha mẹ đặt cho, tôi nghĩ họ kỳ vọng sau này lớn lên, con trai của mình sẽ mạnh mẽ, kiên cường. Cậu đã bỏ qua chuyện cũ và tích cực vừa đi học vừa luyện giọng. Tôi đọc được status của một fan ruột của cậu rằng cậu thức đến 1-2 giờ sáng để học bài. Ngay trong livestream của nhà chú ở nhà chú Thụy, tôi đã mừng rơi nước mắt. Sau bao mùa giông tố, giọng hát cậu ngày càng hay, càng gợi cho người nghe những tình cảm tha thiết về cha, về mẹ, những hình ảnh đẹp về quê hương đất nước, những núi tiếc khắc khoải trong những mối tình dang dở. Thú thật là lúc ấy tôi cứ nghe đi nghe lại mấy bài hát ấy, rồi lại chạy tiếp tục show cùng cậu xem livestream khi cậu đến Ninh Bình, ghé Hà Nội, đi off fan, đi sinh nhật 19 tuổi của cậu, quay trở lại Ninh Bình 2 lần, vào đại học Hoa Sen, trời, đi cũng hơi bị dữ ha, lên Đà Lạt, đi tàu ra Lý Sơn, vào phòng trà không tên, ra rạp Emplex Theater, rạp ha. Sinh viên marketing không nợ môn nào, sao có thể chạy show đến chóng mặt vậy chàng? Như cậu vừa trải lòng gần đây, cậu cũng luyện thanh tầm 1-2 giờ sáng. Có lúc cậu định bỏ tất cả để về quê sinh sống vì những điều tiếng không hay cứ mãi đeo bám cậu. Cũng giống như lúc đi thi Việt Nam Idol Kids, hai mẹ con cậu từng định bỏ thi vì lời ra tiếng vào. Hãy tiếp tục cố gắng nhưng phải giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá cậu bé ơi. Gia đình cậu có thể nghèo tiền, nghèo bạc nhưng họ đều rất giàu lòng tự trọng. Nhân phẩm của cậu được hun đúc từ tấm lòng thương con vô bờ bến của cha mẹ, của người chị hiền lành, của người anh rể chân chất và những đứa cháu đáng yêu. Dòng tiền giang, mát, ngọt, đục phù sa với những cánh đồng lúa chín vàng, những khu vườn trái cây xanh tươi trĩu quả, dàn bầu xanh mướp bí đơm bông, những khóm rau đắng mọc sau hè với những buổi theo cha đi bắt cá, theo mẹ đi hái rau hay chơi đùa cùng chúng bạn với tình bà con, láng giềng, chan chứa, đông đầy. Tất cả những yếu tố ấy thấm đẫm trong con người cậu. Mỗi câu hát cậu cất lên xuất phát từ trái tim nhân hậu nên cảm xúc dâng trào. Giọng hát cậu giàu cảm xúc đến nỗi có khi cậu phải tiết chế bớt, phải kìm nén lại để không bị lạc giọng vì xúc động. Chúng ta tự hào là fan của chàng ca sĩ tuổi trẻ tài cao Hồ Văn Cường, với giọng ca thiên phú chạm đến trái tim người nghe, với lối sống giản dị, chân chất, thật thà, cậu nhận được sự tin yêu của những người hâm mộ luôn sát cánh bên cậu. Lòng tin ấy không phải là tin tưởng mù quáng do cuồng thần tượng, họ yêu thương cậu như con, như em, cháu trong nhà mình. Từ nhỏ, cậu đã rất hiếu thảo với cha mẹ, thương anh chị và các cháu, lễ phép, thân thiện, cư xử tinh tế với những người xung quanh. Đương nhiên, cậu cũng có những phút bốc đồng trẻ con của một cậu trai mới lớn. Chúng ta hãy tìm hiểu xem cậu ấy đã từng có những ước mơ gì, những ước mơ tuổi đôi mươi của cậu là chi. Hãy cùng nhau chắp cánh cho những ước mơ ấy bay cao, bay xa hơn nhé các bạn của tôi. Trên báo VN Express ngày lúc 12 giờ 44 phút thứ hai ngày 18 tháng 7 2016. Một ngày sau khi cậu bé đăng quang quán quân Việt Nam Idol Kids, cậu đã trả lời người hâm mộ như sau: con muốn đưa hết 200 triệu cho mẹ. Con muốn tiếp tục việc học và phụ giúp cha mẹ. Con sẽ dẫn mẹ đi mua quần áo và khám sức khỏe tổng quát vì con đang lo cho sức khỏe của mẹ lắm. Ba điều ước của con là cha mẹ luôn được khỏe mạnh, con học giỏi hơn, mẹ mình và cả nhà mẹ mình khỏe mạnh. Con rất muốn học piano, vũ đạo, guitar. Nếu con giàu, con sẽ giúp thêm cho các cụ già và các em nhỏ nhà nghèo. Các bạn có cảm nhận gì? Đương nhiên Cường lúc đó đâu có biết đó là mẹ mình, nên là Cường không nói mẹ mình đâu nha. Các bạn có cảm nhận gì khi đọc được những suy nghĩ của cậu bé 13 tuổi vừa với tay hái được một ngôi sao? Tôi thì tôi tan chảy vì cậu ấy. Thật cảm động vì tình cảm cậu ấy dành cho mẹ, dành cho những người còn khổ hơn mình. Còn bản thân chỉ ước mình học giỏi và học thêm một số môn về nghệ thuật. Một số ước mơ giản dị, đáng yêu của thời đó đến khi cậu 18 tuổi cũng chỉ là mơ ước. Cậu vẫn chỉ hát theo bản năng, vẫn là một tờ giấy trắng đẹp theo lời bác Sơn. Trải qua giông bão, cậu lại viết tiếp những ước mơ năm xưa với những điều ước hôm sinh nhật 19 tuổi và sinh nhật 20 tuổi. Vẫn giữ mãi trong tim của cậu bé ngoan hiền, hiếu thảo những ước mơ ngày đó,
Chỉ khác là cậu đã trưởng thành hơn, chững chạc, tự tin và mỉm cười vui vẻ khi được tự do làm những điều mình thích. Là trụ cột kinh tế của gia đình, cậu đã không cho phép mình bỏ cuộc. Cậu đã hiểu được rằng muốn hạnh phúc mỉm cười với mình thì bản thân phải tiếp tục cố gắng. Là cho nên là có một cái trong TikTok là cần có viết là cố lên tôi ơi, cố lên tôi ơi trong mặt kép ha. Và phải sống thật tốt, không phụ lòng tin yêu của những người đã hết lòng yêu thương mình. Như bác Sơn đã khẳng định, tình yêu thương của đại gia đình xanh đọt chuối quyết định thành công của cậu trên con đường nghệ thuật. Hãy tiếp tục trau chuốt giọng hát tuyệt vời của cậu đi nhé. Tôi chúc cho cậu ngày càng hát càng hay hơn nữa. Hãy thử sức mình ở những lĩnh vực mà cậu thích. Hãy ghi nhớ lời dạy của bác Sơn. Giữ đỉnh cao khó hơn là chinh phục đỉnh cao nhé. Đến xem live show ngày 1 tháng 1 năm 2023, tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi vì sao gia đình xanh đọt chuối lại đu xô mãi miết theo chân cậu khắp các vùng miền như thế. Ngoài tình yêu dành cho cậu bé ngoan hiền, chúng tôi còn nghiện giọng hát live band tuyệt vời của cậu, khâm phục chàng trẻ hiếu thảo, giàu nghị lực, cậu ca sĩ chân chất, nhẫn nhịn, khoan dung và giàu lòng nhân ái. Tết này cậu đã thực hiện được ước mơ lúc 13 tuổi là giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh nữa. Thật là tuyệt vời ông mặt trời nha. Cậu đã và đang làm rất tốt những gì trái tim mình mách bảo. Hãy tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới cậu bé nhé. Tôi biết rằng cậu là người có chính kiến riêng. Hãy tiếp tục lắng nghe những lời khuyên chân thành từ những người yêu thương mình. Tôi hy vọng sau 2 năm nữa với tấm bằng tốt nghiệp cử nhân marketing, cậu sẽ vận dụng tốt nhất những kiến thức đã tích lũy để trở thành một ca sĩ thật chuyên nghiệp nhé cậu bé. Đàn ông sợ nhất là đi sai đường. Hãy chọn chinh phục những chân trời tươi sáng mới như những đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mọc. Cậu sẽ là một người nông dân trồng được giống chuối có thể thích nghi với tất cả các loại đất và khí hậu trên thế giới. Đó chính là các fan xanh đọt chuối ở khắp năm châu bốn biển. Chúng tôi gồm đủ mọi tầng lớp, mọi thành phần trong xã hội. Chúng tôi có một số điểm chung là nghiện, say mê giọng hát và tin yêu nhân phẩm của cậu ấy. Chúng tôi có cảm xúc thật đặc biệt khi nghe cậu hát và trao gửi cho cậu trọn vẹn những yêu thương. Chúng tôi sát cánh bên cậu, ủng hộ cậu cả về tinh thần và vật chất, bảo vệ, che chở, đu xô, nghe nhạc trên kênh YouTube của cậu. Các đầu tàu fan club xanh đọt chuối đã và đang dành nhiều thời gian và tâm sức quản lý các nhóm trên fan Facebook, quản lý kênh YouTube của fan club, tổ chức các sự kiện là off fan sinh nhật đu xô và tiếp tục đồng hành cùng cậu trên khắp các nẻo đường. Cảm ơn các bạn đã vì cậu bé và gia đình xanh đọt chuối để tất cả chúng ta có được những khoảnh khắc thật đẹp, thật ý nghĩa, những phút giây đáng sống nhất nhà mà chúng mình cùng trải qua. Để ủng hộ tinh thần, bảo vệ hình ảnh cậu khỏi bị bọn kia bôi bẩn, các bạn và các fan xanh đọt chuối không ngại tranh luận, phản biện và khẩu chiến với bọn chúng đến cùng. Chúng tôi lập kênh Facebook, YouTube, TikTok, họ làm thơ, viết văn, hát hò, tương tác, bình luận, lan tỏa, chia sẻ những hình ảnh đẹp, những bài hát hay của cậu trên các trang mạng xã hội. Và chúng tôi đã làm rất tốt sứ mệnh của mình. Trong làn gió mát dưới những rặng chuối xanh tươi, cậu ấy đã tự tin yêu đời, đã mỉm cười rạng rỡ. Giọng hát cậu ấy ngày càng sâu lắng, thiết diết, da diết, có khi trầm ấm ngọt ngào, có lúc lại vang xa, bay cao át cả tiếng nhạc, bất chấp cả những dàn âm thanh cực khủng hay cực kỳ hiện đại. Để ủng hộ vật chất giúp cậu ấy thực hiện các ước mơ, chúng tôi tặng quà, tặng vàng, tặng tiền, cày view trên kênh Hồ Văn Cường Official để cậu ấy có thêm thu nhập, tích cực mua vé ủng hộ các show ca nhạc của cậu ấy tham gia. Vậy là cậu bé của chúng tôi sẽ có những điều kiện tốt hơn để thực hiện các mơ ước của mình. Năm nay cậu ấy dự định sẽ ra MV Nhà Chuối lại có dịp hóng hớt nữa rồi. Hóng quá, hãy ủng hộ hết mình, nhiệt tình khi MV của cậu ấy ra mắt các bạn nhé. Tôi thật may mắn khi có mặt tại một số sự kiện quan trọng của cậu gần đây là live show ngày 1 tháng 1, off fan ngày 2 tháng 1, sinh nhật tổ chức vào ngày 12 tháng 3. Tôi đi ngang qua và chạm thật nhanh vào cái má mịn màng của cậu ấy trong tiệc off fan. Tôi giữ thật lâu cánh tay gầy của cậu trong tay mình mà cứ ngỡ mình đang mơ trong tiệc sinh nhật. Khi nhận gói món quà nhỏ tôi trao, cậu bé lễ phép khẽ gật đầu. Được nghe cậu hát, được chụp ảnh cùng cậu, được đứng gần gần vẫy tay khi xe cậu rời đi,
được nghe những câu chuyện cảm động của các bà, các cô, các mẹ về tình yêu vô bờ bến mà họ dành cho cậu bé. Tôi ra về mà lòng hân hoan, vui sướng như trẻ con được tặng quà. Hẹn gặp lại cậu và gia đình xanh đọt chuối trong những show ca nhạc sắp tới của cậu ấy. Đối với tôi, cậu là tiếng hát chữa lành. Cậu đã đưa tôi quay trở lại cuộc sống này. Ân tình này sẽ theo tôi suốt tháng ngày còn lại. Chúc các mơ ước của cậu sớm trở thành hiện thực nhé cậu bé. Chúc nhà xanh đọt chuối mạnh khỏe, an yên và có thật nhiều tiền. Tranh thủ được nhiều thời gian. Hãy dành cho cậu ấy một góc riêng trong tim chúng ta để đồng hành cùng cậu ấy trên vạn nẻo đường thực hiện ước mơ nhé các bạn của tôi. Cảm ơn tiếng hát giàu cảm xúc cho ta thêm yêu bản thân mình, yêu cha, yêu mẹ, yêu bè bạn, yêu con trọn vẹn tấm chân tình. Làn điệu dân ca sao mát ngọt, bài bolero thật trữ tình, tình yêu đôi lứa không ủy mị, thêm yêu hương mạ non quê mình. Hơn 6 năm dài làm ca sĩ, con đã đóng góp dựng xây đời. Tiếng hát bay xa bay cao mãi, lắng động hồn fan quên hết bao gian khó khi bươn chải giữa dòng đời. Trên môi chúng ta lại nở những nụ cười rất tươi nhé bé Cường ơi. Những gì còn lại mai sau là tình là nghĩa lắng sâu hồn người. Cảm ơn Yến Trần đã tổ chức cuộc thi vui vẻ này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình. We love you so much, Hồ Văn Cường. Và cái hashtag là Cùng Cường thực hiện giấc mơ, ước mơ ha. Thì đây là của một tác giả rất là tên là Lâm Yến Nhớ. Hình như đã coi chỗ này là bạn này là nick là gì, Lâm Hồng Diễm. Thì rất là có tâm, viết rất là dài nhưng mà viết câu cú rất là chuẩn và chấm phẩy này kia nọ cũng rất là ấy, lên hàng xuống hàng này kia rất là ok. Cho nên đương nhiên là bạn Lâm Hồng Diễm này sẽ nhận được của Yến một hai gói kẹo hai gói kẹo là hai gói quà, coi như gói quà của Yến đó. Nghe như vậy mọi người có thấy chán không? Thì tại vì nói chung rằng là bài thi thì mình sẽ đọc, Yến đọc thì Yến cảm thấy thích lắm, là tại vì giống như là khi người ta viết thì người ta dồn rất là nhiều tâm tư tình cảm, ra để viết. Thì khi Yến đọc á, Yến đọc Yến cảm thấy rất là hay. Chào cô Trần, cô Nga Trần Thuận, gặp cô ở show Đà Lạt nha. Có nghĩa là Yến đọc Yến cảm thấy, tại vì khi người ta viết á, mọi người biết không, để viết ra những cái câu văn như vậy á, là người ta rút ruột người ta ra, người ta nói con tầm rút ruột nhả tơ đó, người ta nhả ra cái lời thơ, lời nhạc, những lời văn á. Cho nên Yến đọc Yến cảm thấy thích, người ta cũng phải suy nghĩ ý tứ này kia, mà cũng phải thương Cường dữ lắm luôn á thì người ta mới viết được những cái lời những như vậy. Tự nhiên giống như cái cảm xúc nó dâng trào. Yến nghĩ là không phải người ta sắp xếp ý tứ gì đâu. Thì Yến là một cái người rất là thích viết. Nếu mà mọi người để nhớ thì mọi người sẽ thấy là Yến dạo này Yến lười viết thôi. Nhưng mà khi mỗi lần mà Yến viết, mỗi lần mà Yến bắt tay vào Yến viết một cái gì đó thì Yến thường hay viết rất là dài. Và cái mạch cảm xúc của nó cứ tuôn ra thôi, và nó cứ chạy thôi, không có bị khựng lại. Cho nên những cái bài viết dài dài như vậy thì Yến vẫn tin là tác giả là viết, coi như là khi mà nghĩ tới Cường thì giống như là trong đầu là coi như là nghĩ tới cái chuyện đó, là coi như cái veo những cái là viết cho xong tới hết bài, và có thể sau hết bài thì họ có thể đọc lại một lướt một lần nữa và sắp xếp là cái đoạn này lên xuống, đoạn này lên trên đi, hay đoạn kia xuống đi, hoặc là có khi cũng không cần sắp xếp và chỉ kiểm tra lại chính tả. Tại do mình trong lúc mình viết thì mình không có để ý, thì nhiều khi cái dấu chính tả hay là đặt dấu thì sai, mình gõ trên cái bàn phím nhỏ của điện thoại thì nó sẽ bị sai. Chứ Yến thì Yến thấy rằng là những cái bài viết rất là hay. Yến nghĩ là phải thương thì mới viết ra được như vậy, và nó từ trong tâm của người ta nó ra. Mà một người mà người ta đã đi đu show mà lên rừng xuống biển như thế này thì thôi là đương nhiên là phải rất là thương Cường. Yến chưa biết cái cô này gương mặt của cổ như thế nào, để Yến coi thử coi cổ là ai. Em coi thử nha. Coi. Để em coi thử coi cổ là ai. Lâm Hồng Diễm. Lâm Hồng Diễm không biết cổ có để profile cổ không? Cổ không để profile. Tại nhiều khi cổ không biết mặt của cổ nữa.
Có vẻ như cổ là người thích viết ha. Có vẻ, ủa đây nè, không phải. Không thấy không thấy cái hình của cổ. Không thấy cái hình của cổ. Nhưng mà thấy cổ có vẻ là người thích viết, cho nên là bài này của cổ là chắc chắn sẽ Yến sẽ có một cái món quà để tặng cho cổ, là tại bài viết rất là xứng đáng, rất là hay đúng không? Cái cuộc thi này của Yến á, thì chẳng qua đó là Yến chỉ muốn là cho nó có cái sự giống như mọi người gửi gắm cái ước mơ của mình đến với Cường thôi. Thì trong cái bài này thì ai cũng vậy, Yến cảm thấy là khi mà mình đu fan của Cường á, thì mình sẽ luôn luôn mình mong muốn là Cường sẽ coi như là ngày càng tiến bộ, ngày càng tiến xa hơn, chứ còn cũng không ai mong muốn là Cường sẽ dậm chân một chỗ đâu, đúng không? Thì thành ra đôi khi là có một số fan thì người ta sẽ nói rằng người ta lo, kiểu giống như là cái đứa con của mình cứ sợ là nó chưa có ra ràng, giống con chim nó chưa có ra ràng. Nhưng mà mọi người ơi, Cường là ra đời từ lâu lắm rồi, Cường ra đời từ rất là lâu rồi. Thành ra là Cường cũng rất là vững vàng, không vững vàng thì cái cú kia là đã gục hẳn rồi, chứ không thể nào mà tồn tại được. Thế nên nó là một cái gọi là một cái ơn phước, chứ nếu gặp như Yến là thiệt chắc Yến quỵ không đâu, không đứng lên nổi. Đương nhiên người ta nói rằng đương nhiên là ai cũng ai rồi cũng cái gì rồi, mọi cái sẽ cũng sẽ qua, thời gian đúng không? Đúng rồi, thành ra là đó là lý do tại sao mà Yến tổ chức cái cuộc thi là cùng Cường thực hiện ước mơ mình, và cái ước mơ của Cường và cái ước mơ của fan. Fan nào cũng mong muốn là Cường sẽ ngày càng tiến bộ hơn, sẽ đi tới, sẽ dẫn đầu. Tại vì đây là một quán quân thì người ta rất là mong muốn là thì quán quân không hổ danh là một quán quân. Ví dụ vậy, hoặc là Yến, ví dụ Yến ngồi nói ví dụ như cô Lê Long Quỳnh Như thì về sau là thành ca sĩ Như Quỳnh. Yến nhớ hoài cái hôm mà cổ thi mà thi chung kết, cổ hát cái bài Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh đó. Tới bây giờ Yến chưa thấy ai hát cái bài đó hay hơn cổ hết trơn. Nó cái giọng nó ấy mà Yến nói, mà đến mức độ là cổ hát mà không có cái giải, cổ vượt quá cái giải nhất luôn, có nghĩa là giải đặc biệt luôn. Mà cho tới về sau thì mình thấy cổ cực kỳ xứng danh là một quán quân, đúng không? Cổ cực kỳ xứng đáng là một quán quân. Đó, cho nên là cái phong độ quán quân là phải giữ, phải cố gắng như vậy để mình đi tới. Có những người á, người ta sau một cái hào quang đó thì người ta ngủ quên trên chiến thắng. Thì thực sự mà nói, Yến vẫn hay nói cái câu rằng là cái nếu mà mình không đi tới nữa thì bánh xe số phận nó sẽ nghiền nát mình. Tại vì các bánh xe nó vẫn phải lăn đó, coi như là trái đất, dù sao trái đất nó vẫn phải quay mỗi ngày mà, coi như thời gian nó vẫn phải trôi mà, tại sao mình đứng lại vậy được? Mình đứng lại thì có nghĩa là mình sẽ hoàn toàn thất bại. Nên các cái fan họ cũng gửi gắm vô trong cái tâm sự, trong những cái bài viết là ai cũng mơ ước, thực sự ai cũng mơ vậy hết trơn. Thì Yến cũng có một số những cái lo lắng mọi người, thực sự khi khi Yến cái Yến rất là lo lắng cho Cường, là tại vì Yến thấy rằng là cái dạo gần sau này thì thấy Cường cũng thực sự nói là nhiều show, chứ thôi Yến thì Yến thấy cũng không nhiều show lắm. Tại vì nếu mà gọi là một ca sĩ mà chạy chạy show thì có thể là sẽ nhiều hơn, nhưng mà đương nhiên mình biết là Cường còn đi học á, thì thành ra là Yến cũng hy vọng là Cường bận rộn thật sự đó. Yến hy vọng là Cường bận rộn thật sự rồi, cho nên là Cường không có đi hát được đó. Và Yến rất là hy vọng là Cường sẽ tấp nập những cái lời mời và phải cân đong đo đếm là nên nhận chỗ này, nên nhận chỗ kia. Yến thì Yến muốn Cường, Yến rất là hy vọng là sẽ thấy Cường hát chung với rất là nhiều người, nhiều ca sĩ. Thì ca sĩ nào mà họ kỳ thị mình quá thì thôi mình né ra. Nhưng mà không phải ca sĩ nào cũng vậy đúng không? Một cái showbiz lớn cũng rất là nhiều người người ta đứng bàng quan trong trong cái sự kiện đó. Những ca sĩ trẻ, những cái người mà có một số người người ta nói là cái miệng, cái mồm nó cứ bép xép á, thì thôi mình không dính vô, đúng không? Nên người ta đã đứng, người ta là ỷ là cái thế, là có như người ta gọi là thế bề trên, thế ở trên, nhưng mà lại rất là chơi hùa. Thành ra là chơi hùa chơi ép thằng nhỏ vậy.
thì những người nếu mình thấy người nhân vật đó mình cảm thấy không ấy thì thôi mình né ra, đúng không? Nhưng mà hỏi chứ một cái showbiz hàng hàng ngàn ca sĩ, có những người giống như hôm trước Yến coi một cái chương trình Yến coi cái chương trình mà lạ lắm mà nha, đó cái chương trình đó là cái gì Trường Giang dẫn chương trình đó. Chương trình đó hay ghê luôn á, toàn những ca sĩ mà mới 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 mà ai cũng hay á. Thì ngồi nói chứ để mà hợp tác rất là nhiều người để hợp tác luôn. Thành ra Yến muốn, Yến mong muốn được, Yến mong, Yến hy vọng là tương lai sẽ thấy Cường có thể hát nhiều giọng nhạc, rồi có thể hợp tác này cái nọ, sân khấu sẽ cực kỳ sôi động và càng ngày càng sôi động, càng ngày càng chuyên nghiệp, để có thể mình có thể mình hợp tác với tất cả mọi người, và cái sân khấu và cái hàng ghế khán giả bên dưới sẽ không chỉ là màu xanh đọt chuối. Chứ còn nếu một cái sân khấu mà toàn màu xanh đọt chuối thì sẽ không có fan qua đường. Mà mình muốn Cường mở rộng thì phải có fan qua đường chứ, đúng không? Phải có những cái người fan mà cơ bản là người ta ghé vô, người ta nghe thì như vậy mới là thành công. Chứ còn bây giờ mà fan mà cứ cứ giống như người nhà là cổ vũ nhau như vậy thì nó sẽ cái con đường đi nó sẽ hơi bị hẹp lại. Thành ra là cái chuyện mà gửi gắm như vậy đó thì Yến cũng hiểu. Yến cũng hiểu là những cái bài viết như vậy là gửi gắm rất là nhiều tâm sự, rất là nhiều những cái suy tư luôn. Hôm nay thì tối thứ bảy đúng không? Mọi người chắc cũng ngủ khuya ha. Yến thì không biết là đây chắc có lẽ là mọi người đã bắt đầu di chuyển chưa đâu ha, giờ còn sớm quá. Yến đi đi chứ, tại mọi người di chuyển ra Đà Lạt thì phải tới gần ngày đó chứ. Yến cứ lộn, Yến nghĩ là Yến đi, mọi người cũng đi chưa đâu. Chưa. Yến cúi xuống Yến ngáp, mọi người khổ ghê. Giờ này tự nhiên Yến ngồi nhìn, Yến ngẩng lên thấy 1 giờ mấy, đúng là buồn ngủ thiệt. Không sao đâu à, tại vì cái nó cũng thể hiện ra chứ. Chơi trùng như vậy cũng rất là hay, ở một cái điểm là mình sẽ hiểu được rằng là cái sự lựa chọn của mọi người, người ta thích cái gu của YouTube, người ta chọn cái gu nói chuyện nào hơn chứ. Ví dụ như phải như vậy đó thì mình mới hiểu là ai người ta ở lại với mình, ai người ta sẽ có sự lựa chọn. Ví dụ hai cái đang live stream với nhau thì người ta sẽ thích người nào hơn thì cái điều đó nó rõ hơn. Còn khi mà một người không á thì giống như người ta đang rảnh, tao không biết làm gì người ta vô nghe. Nhưng mà có song song như vậy thì mình sẽ hiểu được rằng là những người đang ngồi nghe mình là những người thực sự đến với mình đó. Cho nên đâu có sao, Yến đâu có quan trọng cái chuyện mà phải thiệt là đông hay là phải thế nào đâu, không sao. Tại vì á, ai cũng vậy, cái vấn đề là khi mà mình cùng ủng hộ Cường á, cho dù Yến yêu, Yến ghét hay cái gì đi chăng nữa ha, nhưng mà ủng hộ Cường thì Yến hoàn toàn không có bài xích, không có một cái gì hết trơn á. Cứ lan tỏa đi, ai lan tỏa được cái gì thì càng tốt. Miễn sao là đừng có lan tỏa những cái điều khiến cho Cường sẽ có những cái hình ảnh xấu xí thôi. Là đó là cái quan điểm của Yến. Và Yến hoàn toàn không có tranh giành. Với lại Yến cũng, tại Yến lên live trùng là tại Yến cũng không biết là người này lên hay người lên, mà nó chưa, Yến hứng lên lên lúc nào cũng lên, là còn ai đang live stream hay cái gì đó thì ấy. Còn ví dụ hồi đó thì dù Yến có rảnh rảnh thì Yến vô nghe, dạo này Yến bận quá Yến không nghe, là Yến cũng không biết. Dạ không sao, Yến không sao. Yến lên Yến nói là cái miệng Yến thích nói là Yến nói, không quan tâm gì chứ. Nên nói chuyện tự nhiên hôm qua nói, cái hôm nay tự nhiên bắt đầu lại mắc hứng, bắt hứng lại rồi thì lại lên nói ha. Bởi vậy cái gì cũng là thói quen. Yến mà ngưng một cái rồi thì Yến lại cực kỳ lười luôn, Yến không có lên nữa, Yến không muốn lên, Yến lười lắm. Nhưng mà tự nhiên lên một cái rồi cái ngày hôm sau lại nghĩ nghĩ, ủa tối nay mình có phải lên nữa không ta, hay là cái kiểu nó giống như một cái lịch đó, tới
mà Yến đang dự tính là mai mốt á, là sẽ cố gắng coi thử coi mỗi ngày là lên đều 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 một cái giờ đó, mà sao Yến tỳ hứng quá. Yến toàn tại vì á, mỗi hầu như một ngày là Yến bận dữ lắm luôn. Thường thì cái giờ của Yến á, là khoảng 12 giờ trở đi Yến mới bắt đầu, Yến ngồi cứ ôm cái điện thoại miết. Nếu mà Yến mà không nói vô tiếp là Yến cũng vẫn sẽ tiếp tục ôm cái điện thoại chat từ nãy giờ. Yến ngồi live stream vậy là khách chat quá trời luôn, Yến không có coi như quá trời người chat 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 rồi xong rồi em chuyển khoản thì Yến có giao tiếp được với người ta đâu. Còn nếu mà Yến ngồi Yến không có live stream thì Yến sẽ giao tiếp tốt, Yến sẽ giao tiếp với người ta mà không sao. Thì mọi người cứ nhắn cái tin như vậy đó, rồi xong Yến xíu lại rảnh Yến vô không đọc. Nhiều người nói, ủa sao chị Yến, sao chị Yến em nhắn chị mà à, nghe nói 230 like bị mất đề xuất hay sao á. À, cũng có thể chị Yến cũng không biết, Yến không để ý, không có rành mấy cái kỹ thuật này. Nói chung là cái Yến hồi trước thì Yến còn hay lên Yến kêu là đăng ký cho Yến đi, đăng ký cho Yến đi. Dạo sau này Yến cũng không kêu đăng ký nữa, là tại vì Yến cũng nghĩ là cái nếu mà người ta thích thì người ta đăng ký thôi, còn không thích thôi. Như 2 3 ngày không có like hả? Trời ơi, Yến cả tuần không like luôn á, chứ cả cả năm thì 10 thở mới like một lần. Hôm nay thấy cái tóc Yến đen không mọi người? Hôm nay trước khi Yến like á, là Yến nhuộm tóc rồi đó, Yến tự nhuộm tóc rồi, tự nhuộm lại trước khi đi Việt Nam đó mọi người. Trước đi Việt Nam cho nó đừng có bị cái bạc bạc á. Yến nhuộm màu này màu số 5 nè. Màu này màu số 5 á, vẫn cái màu đó thôi, vẫn cái nền màu đó thôi. Yến vô Yến tắm xong Yến nhuộm chút xíu khoảng chừng 20 phút xong Yến gội cái là cái tóc ấy chứ nó lúng phóng bạc trong đây có nãy nó nhuộm. Tóc Yến mượt không? Nhuộm mà hoàn toàn không biết là nhuộm luôn á, cái loại tóc nhuộm của Yến tốt lắm. Yến nhuộm đó, cho nên hôm nay nhìn nó đen hẳn đúng không? Nó đen đã đen đẹp, màu màu đen nhưng mà nhìn nó không phải đen đen thui đâu. Nhìn vậy chứ mà đen nâu á, nhìn rất là trẻ trung đúng không? Gọi là dòng tóc phủ bạc. Kệ không sao à, nhưng mà tự nhiên cái ngộ nha, đúng thiệt luôn, cái gì nó cũng là thói quen. Yến không lên like xong cái Yến quên luôn mọi người, cái tới cái giờ Yến cứ lì 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 lì, Yến không biết sao, không biết ủa đâu có gì để nói đâu. Cái xong tới khi lên like ngày hôm qua không biết sao tự nhiên hôm nay Yến lại vô thức Yến lại leo lên Yến like tiếp nè, ngộ không đó. Giống như tự nhiên lên nói một cái xong cái giống như nó trở cái thói quen nó lại trở lại. Nhưng mà cái thói quen nó trở lại vậy đó, cho nên cũng hay. Để hôm nay Yến live stream thì ngày mai Yến rảnh rảnh Yến lại live stream, chắc để Yến chọn cái giờ nào đó trong ngày cố định cái giờ đó là Yến sẽ live stream đi ha. Chứ còn cái kiểu tùy hứng như vậy nó không có chuyên nghiệp vậy chứ, phải dần dần mình nói cường mà cuối cùng bản thân mình đâu có tiến lên chuyên nghiệp đâu trời, phải tiến lên chuyên nghiệp chứ đúng không. Để Yến chọn cái giờ nào ta, để chọn cái giờ nào mà người nghĩ giờ nào thường á, cái giờ vàng á, cái giờ vàng ở bên Việt Nam giờ vàng là 8 giờ tối á. 8 giờ tối là giờ vàng á, có nghĩa là sau khi người ta ăn uống cái xong á, là bắt đầu người ta rảnh á, người ta ôm cái điện thoại là khoảng chừng, cho nên là thường là các cái dân mà nó live stream cái giờ 7 8 giờ tối là nhà 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 à, nhà nhà là live stream là khoảng 7 tới 8 giờ tối là giờ vàng á. Giờ 7 8 giờ tối thì lúc đó là bên Nhật thì đang là 9 giờ tối bên Nhật. Thì cũng cũng phù hợp với Yến. Yến cứ canh là 9 giờ mà 9, tại vì mọi người biết không, cái giờ vàng đó là mọi người biết ai cũng cầm cái điện thoại. Mà đối với Yến bán hàng cái giờ đó Yến bận kinh khủng luôn. 8 9 giờ tối là coi như là 8 9 giờ tối là Yến chat không có cái mặt không lấy ra được khỏi cái điện thoại luôn á. Yến chat vô cùng chat rồi xong rồi trước khi mà Yến live stream là Yến tám với một cái chị xanh đọt chuối nữa, rồi trước khi tám với chị Yến còn tám với mấy người khác nữa, coi như là cái điện thoại của Yến nó voi liên tục. Mà hồi xưa đó là Yến Yến bán hàng thì đối tượng khách của Yến thì khách cũng thì cũng coi như Yến cũng có nhiều khách nhưng mà người ta ít gọi lắm, Yến, người ta ít gọi lắm. Nhưng mà dạo sau này á, thì Yến lại có một số khách mới lại là từ xanh đọt chuối. Mà khách mới từ xanh đọt chuối thì thường là các bà các cô các mẹ không à, mà coi như gọi Yến gọi các chị nữa không, nhưng mà chị của Yến gọi là gọi Yến gọi bằng chị, thì ví dụ Yến 50 tuổi đúng không, thì các chị đó cũng 60 sáu mấy tuổi mà các chị đó nói trời tôi làm biến tôi không có biết gõ này kia nọ, thành ra họ gọi liên
Hỏi liên tục luôn, gọi quá trời gọi luôn. Yến ngồi trên xe và cơ bằng cái điện thoại của Yến nó cháy máy luôn, cứ người này gọi người cứ gọi, trong nó coi như là cứ quay qua lại mà mọi người ép Zalo của Yến cứ gọi liên tục, mà Yến thì cứ gọi mà gặp lúc Yến không ấy là Yến bắt máy à, đâu có sao đâu, vẫn mà xong rồi mấy mấy cô nó nói chuyện thì mấy cô nói chuyện cũng dễ nghe hơn, trao đổi dễ nghe hơn đó. Xong kêu chứ cô Yến ấy nhiều kỳ này Yến đi chắc Yến sẽ xách cái điện thoại của Yến đi một vòng. Yến đi một vòng Yến ép Zalo, Yến đi một vòng ép Zalo của tất cả mọi người. Để cho, tại vì rất là nhiều người luôn, thiệt sự Yến thấy rất là ngại luôn đối với chú cụi, với lại với chú cụi luôn. Đây nè mọi người coi nè, chú cụi đây nè, Yến cho coi chú cụi nè, tội nghiệp chú cụi lắm. Đây nè, chú cụi lúc nào cũng gửi cho Yến những cái message nè, gửi cho Yến những cái gì, những cái cứ gửi cho Yến mấy cái contact á, mấy cái friend á, nói là chị Yến ơi cô này muốn tìm muốn liên lạc với chị Yến, rồi chị Yến ơi cô kia muốn liên lạc với chị Yến để mua đồ kia mà không biết cách, cái thế là người ta không biết làm sao để liên lạc với Yến thì lại liên lạc với chú cụi, thì chú cụi lại đẩy qua bên Yến, phiền chú cụi hết sức luôn, tội trời ngại là ngại luôn. Nhưng mà có chú cụi cứ gửi 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 vậy đó, thành ra là về sau cũng có một số người biết được Facebook của Yến, rồi Yến hướng dẫn cách để add Facebook của Yến á, add Zalo của Yến kia, mà có nhiều người lại không có thói quen xài Facebook lại xài Zalo, mà Yến cũng không ngờ là Zalo lại phổ biến ở Việt Nam như vậy. Yến hiếm khi Yến xài Zalo lắm mọi người, mà cái Zalo của Yến nó quải dữ lắm luôn á, cho mọi người coi nè, cho mọi người coi cái Zalo của Yến nè, đây nè, ví dụ như cái Zalo của Yến ví dụ như vậy nè, cái hình ảnh đó. Một thời gian sau là cái hình ảnh nó bị mất hết trơn à, một hình ảnh đó. Nè, ví dụ như vậy nè, ví dụ ai mà gửi hình cái gì đó là tự nhiên nó mất hết nè, ví dụ những cái hình ảnh này nè, một thời gian nó bị mất, nó trắng xóa vậy luôn à, trong khi đó Facebook á, thì nó giữ lại được hết. Còn Zalo thì tự nhiên nó kêu là ảnh không có trên máy, không tồn tại, không gì đó. Thế là mình muốn coi lại lịch sử chat của mình không biết nó chat cái gì luôn á. Trong khi đó khách của Yến họ mua nhiều năm liên tục á, Yến ngồi có thể search ra được hết toàn bộ nội dung từ đầu tới cuối, cả chục năm nó vẫn còn nằm ở trên đó. Còn Zalo nó bị mất, cho nên là đi dạo sau này mới bắt đầu xài Zalo á chứ. Còn không thôi là Yến không ấy, để lấy là dạ ok. Cưới này dạ được đó, thành ra là cực kỳ phiền chú cụi luôn, cực kỳ phiền chú cụi. Thì rất là cảm ơn chú cụi, kỳ này chắc Yến lại nhờ chú cụi đi lên trao cái vòng, trao cái vòng cổ ha. Em thích gương mặt của chú cụi, nó biết sao không, nhìn chú cụi phúc hậu á, nhìn cũng tròn tròn cái tướng người mà nhìn cái mặt cứ hiền 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 á, cho nên để nhờ chú cụi lên trao cái vòng. Chú cụi riết đi lên riết rồi cũng quen rồi đó, cũng bắt đầu mạnh dạn rồi đó. Hồi đầu Quách Nguyên cũng rất là nhát này kia đúng không, dạo này là cũng hơi hơi dạn rồi, thấy cái show nào cũng chạy lên tặng quà được ủy nhiệm quá trời. Với lại ngày hôm nay có một cái cô đó cổ tặng cho Cường thêm một cái món quà thông qua Yến, nhờ Yến trao cho Cường giùm là cái thuốc mà gọi là cái thuốc để tăng chiều cao á. Yến coi như là hỏi Yến là bây giờ tăng chiều cao á, là một set là mấy lọ, thì Yến nói tăng chiều cao thì một set là 3 lọ, mỗi lọ 3 tháng, thì nói là uống cứ một 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 liệu trình là 3 lọ. Thì Yến hỏi Yến là ví dụ như 2 năm uống thì uống cứ uống. Thực sự á, là hỏi Yến cái thuốc mà tăng chiều cao nó có tác dụng hay không á, thì hầu như là những người mà uống thuốc tăng chiều cao á, đều là dạng người ta mua cho con người ta ở cái tuổi đang lớn, mà cái tuổi đang lớn thì chiều cao nó sẽ tăng, thành ra mình không biết là cái chiều cao tăng đó là từ thuốc tăng chiều cao hay là do tăng chiều cao tự nhiên đó. Nhưng mà nó có một cái như vậy nữa nè, là Yến có một cái cô khách, là cái cô đó là cổ có Yến có một cái cô khách, thì cái cô đó là cổ đi khám sức khỏe để cổ đi di dân, cổ đi định cư ở bên Mỹ đó. Thì cổ nói với Yến là ví dụ như cái chiều cao của cổ từ xưa đến giờ là 1m55 chẳng hạn vậy, thì tự nhiên cái cổ mới
Uống đang mà lúc đó cổ Yến còn nhớ là lúc đó cổ 29 tuổi. Yến có cái feedback đó trong Facebook của Yến đó, là chính cổ viết trên Facebook của cổ luôn. Là cổ 29 tuổi thì cổ mới bắt đầu cổ uống đại, uống cái thuốc GH Creation đó, thì đó thì cổ uống cái xong đó cổ uống khoảng 9 tháng thì cổ mới đi cổ uống một liệu trình, xong cổ mới đi khám sức khỏe lại đó thì cổ tăng 3 cm. Thì đối với Yến, Yến ngồi Yến nghĩ trong bụng chứ 3 cm mà nó quý lắm mọi người. Ví mọi người tưởng tượng ví dụ như 1m55 với 1m58 là nó đã khác một trời một vực đúng không? Hoặc 1m47 với 1m50 là nó đã khác một trời rồi. Mà Yến ngồi Yến nói chứ nếu mà Yến trở lại cái tuổi trẻ ngày xưa đó ha, nghĩa là cái thời đó Yến đâu có biết cái thuốc này, làm sao Yến biết. Chứ nếu mà Yến biết á thì người ta vẫn nói rằng là cái thuốc này trước 30 tuổi, có nhiều người tới 30 tuổi thì vẫn còn có thể phát triển hệ xương được, hệ ấy được. Cho nên là Yến nói nếu mà Yến mà biết cái thuốc này sớm thì xin lỗi luôn á, cỡ gì cũng ấy. Yến lùn lắm mọi người, Yến có 1m4 mấy à, ai mà gặp Yến ngoài sẽ biết Yến lùn dữ lắm luôn á, đúng không? Nên người ta gặp Yến ngoài người ta nói trời không ngờ chị Yến lùn vậy, nó dạ em lùn lùn dữ lắm. Đấy, Yến hỏi nói chứ mình đâu có cái gì để mất nữa đâu, có cái gì chỉ có từ được chứ được thôi, mà đâu có hại đâu. Thật ra Yến ngồi nói chứ nếu mà Yến Yến mà trở lại cái thời ngày xưa, nếu Yến còn trẻ lại chắc chắn Yến sẽ mua cái thuốc này Yến uống, chắc chắn 100% luôn đó. Cho nên câu đó thì cổ mới tặng cho Cường, cổ nói chị Yến em thấy chị Yến có cái tay phục dược, chị Yến có tay bán thuốc, cho nên em mua của chị Yến 3 lọ nhờ chị Yến trao cho Cường. Thì lúc đó Yến sẽ ngồi Yến viết ở trong đó luôn là tặng cho Cường thêm, Cường sẽ có thêm một cái món quà của một cái chị đó là 3 lọ thuốc tăng chiều cao 3 lọ thuốc tăng chiều cao. Mà bây giờ quan trọng là không biết là ảnh có, không biết là ảnh có chịu uống hay không nữa. Thằng con Yến nè, trời ơi, người ta nói là coi như là cha làm thầy con đốt sách nè. Thằng con Yến á, ở nhà đó ha, Yến kêu nó làm cái gì nó cũng không làm. Nhà Yến bán thuốc, nhà Yến bán sản phẩm dưỡng da này kia, mà cái mặt thằng con Yến nó mụn. Rồi á, Yến đưa cho nó cái lọ thuốc nó cũng không uống, mà Yến quên không hét nó thì nó cũng không uống luôn. Mà Yến nhiều khi Yến quên, Yến không không nhắc. Thế là nó cứ như vậy. Thôi Yến không có lên sân khấu rồi, Yến nói thiệt. Yến không bao giờ bước chân lên sân khấu luôn. Yến lên Yến lạch bạch như con vịt đẹp là Yến sẽ không bao giờ Yến lên. Yến sẽ nhờ người lên, Yến nhờ chú cụi chứ Yến không lên. Nhưng Yến sẽ đưa nhờ chú cụi. Cảm ơn. Yến á, cho nên Yến mới nói là Cường có thêm một món quà. Mà Yến biết là Cường có rất là nhiều những cái quà rồi. Yến nghe nói là không biết là Cường có được ai tặng thuốc tăng chiều cao gì của nói chung Yến 1m40, hồi xưa Yến 1m47, nhưng mà về sau thì hình như là bắt đầu Yến bắt đầu cửa lớn tuổi bắt đầu hình như nó có lùn xuống nữa đó. Trời ơi, thấy thảm không, thảm lắm luôn á. Nhưng mà thôi kệ, cũng không biết sao được. Dạ đúng rồi, thì không biết chú cụi có chịu đeo không biết chú cụi có chịu đeo giùm hay không, thì Yến chưa có nhờ được á, chưa có gặp. Chào Yến, chúc Yến về đu xô vui vẻ nhé. Mình đặt kẹo rồi, bao giờ có Yến ơi? Ngày mốt Yến về tới rồi, ngày mốt Yến ngày thứ hai, trưa thứ hai là Yến đã về tới Sài Gòn rồi. Thì chậm lắm là thứ hai Yến về một cái là nhà Yến sẽ tiếp quản cái vali của Yến, là đóng gói luôn, là thứ ba là ship hàng loạt đó. Đó là Yến sẽ vô khách sạn là coi như là người nhà Yến sẽ tiếp quản cái vali của Yến là đóng gói luôn á. Trời ơi, ngày hôm nay Yến nhiều lắm. Hôm nay cái vali của Yến cho mọi người, vali của Yến hả, trời, hành lý của Yến hôm nay nặng nhất là, trong hành lý của Yến nặng nhất là cái món này nè, mà chỉ có cái này thôi mà nó đã chiếm hết cái hành lý rồi. Cho mọi người coi mà chiều chụp hình, cái này là phu phôi đan á, mà dạng nước á, trong đây là nước rồi mà. Một gói này là 100 ml nè. Mà có nhiều người một ngày là người ta cứ uống đều đều hai gói, một gói cho tới hai gói. Cái này là nó làm từ phu côi đan này, nó làm trị ung thư, coi như là hỗ trợ điều trị ung thư, hoặc là uống để ngăn ngừa ung thư á. Cho nên nhiều người đều đều, nó làm dễ dễ mà nặng lắm mọi người. Một thùng như vậy là 3 ký mấy,
Thành ra Yến đem về, Yến đem về là cho khách á, coi như chỉ cần có mấy hộp thôi là 20 kg. Nên hành lý của Yến đi rất là gọn luôn. Yến đi chủ yếu là chỉ có cái này với lại kẹo với một số đồ lặt vặt thôi. Còn những cái hàng khác là Yến đẩy hết qua cargo cho đi về. Cho nên có một số những mặt hàng, nào mà nó đang hot sụp đó, thì Yến sẽ cho vô vali để về nhanh. Thứ nhất, thứ hai là kẹo. Kẹo thì đi qua, tại vì mọi người biết không, đi qua hải quan á, đi qua hải quan thì Yến là Yến không có muốn là bị bắt chẹt rằng là đem thuốc đem men. Cho nên Yến qua hải quan là trong cái vali Yến chỉ có kẹo thôi. Mỗi lần Yến về Việt Nam là vali Yến Yến xách về chỉ có kẹo với bánh thôi. Thuốc thiết này kia nọ là không hạn chế số lượng hàng. Thuốc này kia là Yến đẩy hết qua cargo cho người ta làm, cho người ta xử lý, chứ không có ấy. Thuốc về số lượng lớn vài trăm gói hay cái gì là Yến sẽ không bao giờ bỏ vô vali. Trong vali Yến là kỳ này là chỉ có Fucodan về uống. Nhiều gia đình người ta khá giả, bây giờ người ta uống, nhiều người ta khá, người ta duy trì mỗi ngày người ta uống giống như nước chảy khát, uống tốt cho sức khỏe. Cho nên mấy này bây giờ bán mạnh, bán rất là mạnh luôn. Hôm nãy cô đó của chuyển mười mấy triệu là cổ lấy, cổ chuyển mười mấy triệu, mười sáu triệu, cổ chuyển ý nhiêu ta, 16 triệu mấy là cổ mua 5 hộp đó, cổ mua 5 hộp, cổ mua đều 5 hộp, 16.500.000. Yến đang bán với giá 3.3 triệu, thì Yến bán 5 hộp á là 16.500.000, cổ chuyển khoản. Thuốc tăng chiều.